Chiều nay ngày 17 tháng 3, tại khách sạn New Orient, Hội chợ du lịch trực tuyến Đà Nẵng Fantasy City 2022 chính thức khai mạc và được trực tuyến trên fanpage Đà Nẵng Fantasy City từ 15:30 đến 17:00 cùng ngày. Chương trình do Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với Tổng công ty Giải pháp Viettel tổ chức với mong muốn tạo ra một trải nghiệm du lịch hoàn toàn mới với không gian rộng, dịch vụ đa dạng hơn, góp phần hướng đến một văn hóa triển lãm du lịch mới và an toàn. Hội chợ du lịch trực tuyến Đà Nẵng Fantastic City 2022 là hội chợ trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam, quy tụ 150 gian hàng ảo của các doanh nghiệp du lịch và các cơ quan quản lý nhà nước, hơn 60 đối tác khách hàng ở các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á. Hội chợ du lịch trực tuyến Đà Nẵng Fantastic City 2022 diễn ra trong một tuần từ ngày 17 đến 25 tháng 3 tại hai địa chỉ Đà Nẵng Fantasticcity.com và travelbook.vn/Đà Nẵng. Giới thiệu quảng bá các điểm đến và khu điểm du lịch, các hãng hàng không, công ty lữ hành, khách sạn, doanh nghiệp vận chuyển, kết nối doanh nghiệp thông qua việc đặt lịch hẹn, khuyến mãi giờ vàng Fantastic Hour và các chương trình tham quan trực tuyến, kết hợp các video quảng bá đặc sắc và công nghệ thực tế ảo VR360. Đây cũng là một cái sự kiện quan trọng ngay sau khi mà Việt Nam đã mở cửa lại du lịch quốc tế và tạo một cái tiền đề vô cùng quan trọng để doanh nghiệp có thể kết nối với các đối tác nước ngoài và tìm cơ hội để phục hồi hoạt động du lịch ngay sau khi mở cửa. Đến hết buổi chiều ngày 17 tháng 3, hội chợ đã có khoảng hơn 500 cuộc hẹn được đăng ký để kết nối, để trao đổi thông tin và mở rộng quan hệ giao thương. Trong ngày khai mạc, hội chợ đã thiết lập được 250 cuộc kết nối nhà triển lãm trong nước và các đối tác quốc tế. Sàn thương mại điện tử đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp rất là nhiều, đã giải quyết được các vấn đề hạn chế đi lại, hạn chế tiếp xúc, cũng như về việc các nước còn nhiều hạn chế và chưa đồng bộ với nhau. Doanh nghiệp cũng mong muốn rằng trong thời gian sắp tới, thành phố cũng như sở du lịch sẽ có nhiều cái chương trình quảng bá để cho các doanh nghiệp nước ngoài người ta biết đến Đà Nẵng chúng ta có cái sàn thương mại du lịch điện tử như thế này, để cho các doanh nghiệp nước ngoài sẽ kết nối nhiều hơn với các doanh nghiệp trong nước cũng như doanh nghiệp của Đà Nẵng. Trong thời gian diễn ra hội chợ, người tiêu dùng có cơ hội tham gia chương trình khuyến mãi giờ vàng tại khung giờ 12 đến 14 giờ và 20 đến 21 giờ trong hai ngày 19 và 20 tháng 3 để săn phiếu giảm giá lên đến 50% từ các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air, Viettravel Airlines, Công viên Xuân Hoa Nóng Núi Thần Tài và các đơn vị cung ứng dịch vụ khách.